Hello, bữa nay Bảo xem chân anh em đi quay móc vườn nha cả nhà. Buổi sáng hôm nay Bảo chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ hạnh phúc nha. Chào bà cô chú các bạn nha. Nay đi đâu? Hôm nay con đi móc dừa mà mẹ con đi mà con không đi. Mấy hũ mà chó hay sao? Chào anh em. Chào các cô chú anh chị nha, em đang móc vườn nha. Cái này nít mới nữa mà con cô, chứ này nít mới. Mới móc lần đầu tiên không à. Anh Hương anh đang dịch dừa, đang móc dừa. Còn anh Thu Tàn nha, anh xin dừa nha. Anh Thu Tàn thử tên nha. Chia hai đội quân ra, nó đẩy vừa vốt cái mốt mốt bỏ chạy luôn à. Không phải mốt vừa vừa mà nó đông quá. Đâu có nhiều đâu, cũng mới 20 thằng à. Đi đâu vậy? Đi kiếm mày. Cái gà này tới đâu vậy bố? Rồi tới đó hết, cây tới đó. Cây đâu? Rồi có trái không? Cái đó là nó. Ủa đậu vỏ đâu vậy? Cái chỗ này cũng có xuống mà sao không có ra đây trái rồi? Chỗ đó nó nhiều, đổ nó lắm. Vậy hết đâu? Đổ hai lắm rồi. Ngoài chị Quyên hai vỏ hết à? Trời ơi, Út yên tâm đi, vừa ở đây móc trắng bán cũng được nữa. Vô đó trái kìa. Vì sáp của bà đó. Ủa gì? Mà tính giết cao là vì sáp nhưng mà chưa giết nữa đi. Thấy sợ tưởng sợ sót thôi chứ không phải à. Để đó hồi không biết nó giết thiệt không bà ơi. Giết rồi đó. Ý nói hồi mấy thằng xe gùa sao nó giết nữa đó. Mà nãy hồi nó giết thiệt á. Bị nó sợ thấy vừa văn văn nó sợ sót á. Con mới chỉ kêu nó dít nữa đó. Bà Út này với bà Nam Việt chẳng là chị em ruột á. Ừ. Ê đổ đây. Cái này khó ghê không chết. Chết chẳng luôn đi. Dữ vậy. Nó quá chạy luôn, ba cái ống cái dục á. Nhảy xuống mà luôn. Ba muốn người mỏi chút xíu mà chục ký. À chắc ngâm mấy ngày mới ăn được. Rồi ai ăn? Biết. Để luôn đi. Không, một lát cho tao ăn cái gì? Thì ông tử một tiếng ngày tắm tàn đó, nghỉ ăn không hay là nhậu? Ta chắc được gần cái ký nó mối à. Vậy thì chiều nấu cháo đây. Vậy có nhiều đó rồi, nấu cháo nhiều nấu cháo thì mời cả nhà ăn đâu nó mới. Cái đó là có
sao mà sớm mẻ không có quay? À, bà chủ, bây giờ này qua bán xe bán lúc luôn bà chủ. Như nào? Nặng ký luôn. Để ra nặng luôn đi. Đây bẻ vừa nào luôn rồi. Trời ơi. Khoan đi. Vừa út chát vừa trên ruộng đẹp hơn giờ này không? 75. Hốt. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100 trái. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 18. 19. 100 chưa? 34 rồi. 1. 2. Chăm bà lấy miếng lá gì bà cầm bẻ cò gì đi. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 rồi. 22. Em về tới nhà rồi cả nhà. Mà cũng giống thiệt chứ. Rồi được nhiêu vô muốn phải được nhiêu? 480. Hết luôn hả? Trời ơi, bà cho bà để 2 á. Rồi. Muộn muộn à. Đi theo không? Đánh đi. Như thế này là trời ơi. Dính vô đây luôn á, dính vô đây cho tao, tao lấy xuống. Này thì ông chủ nữa à cả nhà ơi. Ông chủ này giờ nó ông ngồi vừa nhỏ rồi.
ông chủ giấc giờ ông ngồi ông lết ông mò luôn rồi. Vừa cóc luôn cả nhà. Con vừa này cũng hai ba thiên à. Đó. Con dắt bự á, hút máu dữ lắm à, giờ là lên trên bờ đứng đi hút máu rồi nè. Lượm cái cốc dục cho nó chơi đồ lắm mấy hả? Tao ăn con mắt mà ơi. Mới vui. À, tính, luôn à. Ai biết rồi, tính đâu dắt lớn lên hút máu chứ. Anh em ai cũng có việc hết trơn á. Hút máu cái là bị gầy liền á chứ. Tao làm nó trúng mắt không ơi. Anh nghe ông vậy. Nói gì mày hả? Để em đếm cái em cho rồi. Đi gửi rồi á. Tận ơi. Không phải nhiều. Thở cái tay vô lấy áo mưa liền con luôn, áo mưa trên mũi á. Dẫn lên giặt luôn ơi. Có phải không? Phải gửi rồi à. Ơi có nhiều đâu chia mẹ đi. Mời tao học dùng dùng người tao mới không có gà. Ghẹt đậu cho mà đất được. Con có con đi à. Mày chắc đi, tao đi được à. Con nó vậy. Nó có đường gì trời. Nó có đường gì vậy? Bỏ mình. Bỏ mình không dùng sao nó nhìn được có đường khu chảnh quá trời. Sao muốn cái gì? Rồi bỏ tới rồi mày. Ê bậy à. Đúng rồi. Cố chắc gấp cho ông à. Đừng như ký, giờ cho cố đừng như ký. Đó, thằng ông cố đó, 20 mấy trái rồi đó. Thằng ông cố tiếng 2 mấy trái rồi, người ta nhận mà. Nhìn này tính tiền cả nhà, tính tiền nó phát lương cho anh em á nha. Ê, ê, chống nơi đây nè. Con mà đắng gì vậy, gì là ông nghèo mày quá, mày ra quay góc, mày đâu làm xanh đi vậy. Rồi nếu cũng vừa kìa. Dạ. Đó rồi, cũng vừa kìa, rau phèn quá, rau phèn nó cũng vừa kìa. Ở đâu thôi nó ăn vậy. Cơm bà tôi. Con bán ơi, cơm. À. Cơm bí hầm, cái thịt heo. À.
ăn lên bên kia nè. Trời ơi, hết luôn rồi, hết mỏi luôn rồi. Con của nó hồi xưa giờ nó có ăn đâu. Có chứ. Nó đầy đủ, mà giỡn một con. Vừa mất cái giờ, vừa mất cái giờ tiếp cuối luôn, còn 50 chỉ luôn rồi. Rồi chú Hi. Béo hả? Cái này nó bao ngoài, đừng có cái nã này trời. Trời ơi, anh để nãy thôi. Mừng chứ. Đây mình mà cái gì đó. Để cái lái ra cái mai. Bỏ nhanh đủ từ đây thấy là rẻ đó. Quay đầu vô còn khó hơn đất nữa đó. Quay đầu là đại lo cậu ra đời chắc em làm sao? Vô lọt. Lọt được rồi anh ba chạy vô lọt. Chạy vô hả? Ừ. Không ve vô á mà. Sao con thấy bóc nó bóc nhiều đủ nó cọ đây mà cái đít nó vô cũng nhiều hết kia kìa. Tại nó móc cái đó đi ông vô ông bỏ chừng 2 gang á. Cái đồ ông móc hết lái luôn á, móc nhẹ cái nó ngay xe rồi luôn à. Bắt lương cả nhà ơi. Còn mày ở lại đây đi. Mày đi ngủ đi lấy vô 7 4 5 giờ cho mày. Lỡ ăn rồi ăn luôn đi. Chết rồi. Nè. Chưa mày. Kéo đi vô nó 3 ngày tưởng luôn. Ôi đất ơi. Yeah. Dạ. Nó ngồi sau lưng mà kìa. Trời đất ơi. Đâu? Lãnh lương đồng quay với tao mà. Hai trái hả? Sao ba trái? Là sao? Điểm vừa nè, sao ba trái, hai trái? Trời ơi, miếng như điểm. Vì điểm chiếc luôn chứ ba trái gì? Vừa nhỏ mà ba trái gì không? Hai trái hả? Hai trái. Thì tao biết tao hỏi ba trái. Ba điểm vừa bự vậy? Ba vừa nhỏ chứ ba là tính chục mà chứ đâu phải đâu có cốt đâu. Ba vừa cốt có cốt vậy? Để cho đếm một tới vậy đó.
Như này hả? Xe này chở hơn Thiên luôn chứ Thiên gì? Cái thằng chủ nó không, nó không có việc làm nè, tối ngày nó nẹo nẹo người ta, nó kêu quýnh bài uống cà phê rồi. Không có chơi tôi không đâu thôi nha, ông nó dưới màu vậy, nè nè vợ mày không có chọi mỏ cho mà ông bảo quýnh rồi tôi mua chắc rồi. Không màu mạc của người ta, tại sao kêu chọi mỏ phải nha. Từ đó cũng quá mà bà hãy cắt nha, cũng dài à, bảo bảo hẹn lại lúc sau nha. Bye bye cả nhà Phương. Bye bye. Hẹn cả nhà clip sau rồi con bà con cô bác thì con có té giống con quay lại cho coi. Chừng nào nó bị ông đánh á. Vậy. Ủa, ông đánh. Dạ, hôm qua anh Tùng bị ông đánh rồi mà không xin gì. Kỳ vậy.